Chào anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn, anh chị và các bạn xem khu đô thị Gò Vấp mới xây dựng giống như khu đô thị của thành phố châu Âu. Các anh chị và các bạn xem thử coi nó có giống khu đô thị của châu Âu hay là những quốc gia khác lân cận của nước Việt Nam mình không nha. Đây là khu đô thị quận Gò Vấp nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng và song song với là đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp. Ngày xưa đây là cái khu đất này khoảng rộng khoảng 2 hecta. Nó thuộc của khu quân đội ngày xưa. Bây giờ nó xây dựng. Mong các anh chị xem có nhận ra khu này không nha. Xin mời các bạn, anh chị và các bạn xem đi một dạo một vòng khu đô thị quận Gò Vấp. Cảm ơn anh chị và các bạn nhiều. Và cũng mong rằng các anh chị và các bạn nhớ đăng ký và share và like và bấm cái chuông để những có video mới nhất. Cảm ơn các anh chị và các bạn nhiều. Hãy bắt đầu theo dõi nha. Cảm ơn nha.